Position Aware Graph Neuron Network, tức là cái mạng neuron đồ thị có liên quan đến cái vị trí của tạo ra những cái vector nhúng mà liên quan đến vị trí của các đỉnh ở trong đồ thị. Ở đây thì chúng ta có những cái tác vụ trên đồ thị thì có hai loại. Đầu tiên là liên quan đến cấu trúc, thì các đỉnh được dán nhãn bởi cái vai trò cấu trúc của chúng, như là cái đỉnh A này cấu trúc như này, đỉnh B có ba cái bậc ba như vậy. Thứ hai nữa là theo cái vị trí, thì nó nhãn được dán nhãn bởi vị trí ở chúng trong đồ thị. Chữ ở đây thằng này là bên trái, thằng này bên phải, tách đôi rồi ấy. Còn thằng này là vị trí là bậc. Thế thì một cái được khẳng định là cái thằng GNN thì thường làm việc tốt ở trên các tác vụ liên quan cấu trúc đồ thị. Và chúng ta phải thấy rõ sự khác biệt giữa V1, V2 thông qua sử dụng đồ thị tính toán. V1 này thì nó có 2 bậc thôi, V2 có 3 bậc, kiểu vậy. Và tất nhiên với nữa là GNN thì thường xuyên thất bại với cái việc mà liên quan đến vị trí của đỉnh trong đồ thị, ví dụ như là đỉnh A, đỉnh B này. Thế thì rất là khó vì V1, V2 thường là có cùng đồ thị tính toán do cấu trúc đối xứng của đồ thị. Vấn đề đề ra cho liệu chúng ta có thể định nghĩa một cái phương thức học sâu nào đó mà chống lại cái tác hại của cái vấn đề này không? Và ta có nó gọi là anh cho là cái gốc ấy. Ta chọn đơn giản là chọn một cái đỉnh S1 là cái đỉnh gốc, biểu diễn V1, V2 thông qua khoảng cách liên hệ với cái thằng S1. Rõ ràng thứ hai là khác nhau không ạ? Và cái đỉnh gốc này đóng vai trò như là một cái tâm tọa độ mà chúng ta có thể sử dụng nó để gọi là locate, tức là định vị các cái đỉnh trong đồ thị. Ví dụ ta lấy đỉnh A S1 này là gốc này, thì quan hệ khoảng cách V1 đến S1 là 1, còn với khoảng cách từ V2 đến S1 là 2. Nếu ta có hai cái đỉnh gốc chẳng hạn, thì quan sát thấy rằng là càng nhiều đỉnh gốc thì ta càng có nhiều cơ sở đánh giá để xác định được cái vị trí khác biệt ở trong đồ của các đỉnh trong đồ thị. Kiểu như ta có đồ thị có chúng ta đọc kiểu như là không gian một chiều thì lấy điểm O là một gốc đường thẳng, nếu hai chiều thì O là một gốc nhưng mà thì bổ sung thêm trục y, kiểu vậy. Sẽ có như này, hai gốc thì có hai y cách như này. Và cái việc sinh một cái từ việc sinh một cái điểm gốc này từ một đỉnh đồ thị cho đến một cái tập hợp các đỉnh, chúng ta định nghĩa khoảng cách tới một cái tập những cái đỉnh gốc hoặc đỉnh neo như là khoảng cách tối thiểu từ đỉnh gốc đó, từ tập đỉnh gốc đó đến mọi đỉnh trong đồ thị. Và quan sát thấy rằng là gì? Số lượng lớn một cái tập các đỉnh neo hoặc đỉnh gốc có đường lượng lớn ấy, lớn thành viên đôi khi có thể cung cấp một cái ước lượng khoảng vị trí rất là tốt. Chúng ta thể như có S1, S2, S3 chẳng hạn, rất là nhiều rất dễ. Và về lý thuyết về cái tập mỏ neo ạ, mục tiêu đây là gì? Ta sẽ nhúng cái không gian tính toán VD vào không gian Euclid K chiều, sao cho cái gốc khoảng cách gốc thì bảo toàn. Cụ thể thì là với mỗi cặp đỉnh UV thuộc V, cái khoảng cách nhúng Euclid ZU ZV theo chuẩn L2 ở Euclid thì gần với khoảng cách đơn vị tính toán UV. Ta có cái định lý Poisson này, xem xét một cái hàm nhúng của các đỉnh V thuộc V thì FV bằng là khoảng cách tối thiểu từ V đến V S1 V2 đi
Các bạn V đến lớp của N. Ở đó C là một hằng số. SEZ được chọn, hoặc V là được chọn bởi mỗi đỉnh V độc lập với cái xác suất là 1 trên 2 mũ y. Còn cái D min tức là bằng khoảng cách tối thiểu giữa V và U. Cái khoảng cách nhúng được sinh ra bởi hàm F thì hoàn toàn gần với khoảng cách thực tế của VD. Có PNG thì ta có cái một cái thuật toán mô hình là P GN luôn theo cái sử dụng cái lý thuyết này. Ta có mẫu đầu tiên là lượng góc N này, tập mỏ neo là EZ. Phức tạp nhỉ? Ai rồi. Ta sẽ duy trì tính quy nạp đấy. Huấn luyện thì các cái mũi neo mới phải thêm vào đâu. Có thể làm lại một lần, phải làm lấy mẫu lại. PNG học cách hoạt động ở trên các cái mũi neo mới. Đây thì ổn định thì sẽ có một số các cái đồ thị chưa nhìn thấy. Rồi từ đó ta lại có một cái bảng cầm lô những cái tập mũi neo mới chứ thử em gì luôn. Bây giờ còn phần tóm tắt thì cái việc mà mã hóa đồ thị theo vị trí, tức là biểu diễn vị trí của thị thông qua khoảng cách của nó tới một cái tập mà những cái mỏ neo ngẫu nhiên thu thập ngẫu nhiên. Mỗi khoảng cách của vị cái khoảng cách của việc ý mã hóa thì gắn với một cái tập mỏ neo đó. Là khi ta tạo vậy thì cách sử dụng như nào? Cái tốt dễ nhất ở đây tức là sử dụng cái mã hóa vị trí như là một cái đối số đầu vào của đặc trưng của đỉnh. Vấn đề đặt ra là khi do là mỗi chiều của cái vị trí cái mã hóa vị trí này là gắn gắn liền với một cái tập mỏ neo ngẫu nhiên, thì chiều của các cái vị trí này có thể được gọi là hoán vị ngẫu nhiên mà không thay đổi ý nghĩa của nó. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta hoán vị đầu chiều vào của một cái mạng neuron thông thường thì đầu do sắt cắt thay đổi. Cái resolution là điều biết gì? Resolution là gì? Resolution. Nghiêm ngặt đúng không? Những cái nghiêm ngặt ở đây thì là yêu cầu mà phải có một tập, có một cái mạng neuron cụ đặc thù có thể duy trì được cái tính gọi là hoán vị invariant, không đổi hoán vị của cái mạng của cái tiết của mã hóa vị trí. Được hoán vị đầu vào thì kết quả chỗ là cái hoán vị đầu ra thôi, và kết quả nhưng mà giá trị của mỗi chúng cũng là ra khỏi đầu vào với đầu ra, nó không thay đổi giá trị chính của nó. Những bài báo thì cũng nhiều bài đó này. Tập của neo chọn này rồi nhúng này, nhúng vào lại. Ai mệt quá. Thật ra thì rất là mơ hồ này.